Ở bài này thì cái phần mà quan trọng nhất đấy chính là không được bỏ sót phát âm. Ví dụ như là one box, two boxes, two boxes. Thì cái phần này ấy, nếu những bạn bé nào trong chương trình tiếng Anh của cô Tuyến đã học rồi ấy, đã học cái khóa kỹ thuật phát âm chuẩn Anh Mỹ trong sinh cấp 1 rồi thì các bạn làm quen với cái này hơn. Còn những bạn nào chưa học hoặc là bố mẹ nào mới biết đến chương trình của cô Tuyến thì mình lưu ý là phần phát âm tiếng Anh rất quan trọng. Ngay từ khi bắt đầu học phải phát âm chuẩn, còn nếu không thì không thể nào đạt được cái việc đấy là sau này đọc chuẩn rồi nghe chuẩn, vì ngay từ đầu là phải rèn luyện được cái đó. Mình vào cùng thực hành những cái ví dụ ngày hôm nay nhé. Ở phần này chúng ta có danh từ số ít và cột danh từ số nhiều. Trong trường hợp này thì danh từ số nhiều cộng thêm s gì? Mình đọc theo cột dọc cho cô nhé. Đọc theo cô là a book, a toy, an orange, an ant, two books, thêm s này, four toys, five oranges, 20 ants, 20 ants, 20 ants. Đọc lại nhé. Rất là nhiều bạn học các cô giáo ở quê thì không có biết cách phát âm chuẩn và học theo hình thức bắt chước. Vậy bắt chước thì nó dẫn đến là nếu không có các cô nữa thì chúng mình quên mất, đúng không? Two books, four toys, five oranges, 20 ants, 20 ants. Ok, ai quan tâm đến chương trình tiếng Anh English Stream Mom, mình truy cập website englishstreammom.com để học các bài học miễn phí. Cô Tuyến giảng chi tiết khá là nhiều. Ngoài ra để vào chương trình Story để mà tiến bộ rõ ràng, để mà có kỷ luật thì chúng ta đăng ký chương trình tiếng Anh toàn diện hoặc chương trình phát âm chuẩn dành cho học sinh cấp 1. Thì những cái phần mà cô Tuyến vừa đọc chính là chương trình liên quan đến phát âm. Đọc một từ cũng phải phát âm chuẩn.